Hello, chào các bạn. Hiện giờ mình đang ở một cái trung tâm trải nghiệm mô hình mới gọi là A-Station của Hàn Quốc, Seoul Hàn Quốc. Và các bạn cùng với Hân đi vào trong đây ha, rất là đẹp luôn. Hiện giờ đã có một cái không khí của Noel cực kỳ đẹp. Trước tiên là mình bước vô trong đây là mình sẽ thấy một cái quang cảnh nó giống như là một cái quán cà phê hơn là một cái trung tâm Amway. Và dĩ nhiên ở đây họ sẽ có để những cái sản phẩm của Amway ở đây nè. Cụ thể là máy lọc không khí ha, là mình sẽ thấy ở đây. Ok, let's go, các bạn sẽ đi theo mình ha. Mình sẽ đi một vòng ở chỗ trong quán cà phê này để mình trải nghiệm. Và các bạn mình sẽ thấy là họ sẽ OPP ở đây ha, họ sẽ OPP ở đây, rất là tuyệt vời. Đó, rất là đẹp, một cái ốc đảo rất là đẹp luôn. Yeah. Rất là tuyệt vời. Một cái ốc đảo rất là đẹp luôn nha các bạn. Mình sẽ đi qua bên đây. Một cái ốc đảo rất là xanh luôn. Đó. Và dĩ nhiên ở đây họ cũng sẽ có trưng những cái sản phẩm của dòng Artistry mới ha. Đó. Và mình qua bên đây mình sẽ thấy có một cái quầy order, là mình sẽ ngồi order ở đây hết tất cả những cái nước uống của mình mong muốn, y như một cái quán cà phê bình thường thôi. Đó, thì các bạn có thể mua cà phê ở đây y như là một cái quán cà phê bình thường. Và mình sẽ đi vô trong cái quầy này mình coi thử ha. Một cái quầy ha. Đó. Đó, lại quay cho mọi người thấy chữ phai tô pha cà phê ha. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ đi lại ngược bên đây ha, mình sẽ thấy ha. Mình sẽ quay lại, mình sẽ coi thử nguyên một cái quang cảnh của quán cà phê này. Đồng thời các bạn sẽ phát hiện ở đây có một cái rất là wow nha các bạn. Một cái rất là wow luôn. Là 25 Center Drive, Center Drive. Center Drive. Rồi, bây giờ mình sẽ đi vô đây mình coi thử đó là cái gì ha. Mình đi vô trong đây coi thử. Yeah. Vô đây, vô đây. Nó rất là wow luôn nha các bạn. Wow. Finish PT. Cái này là gì? Teaching. Yeah, PT. Yeah, mình sẽ có rất nhiều những cái xe mình có thể tập ở đây. Mình có thể lên trên đây mình tập. Yeah. Wow, các bạn thấy đã không ạ? Là người ta có thể chạy. Wow, mình sẽ coi cái app ở đây. Mình sẽ coi cái app ở đây, nó sẽ có cái tốc độ của mình đạp nè. Ví dụ như bây giờ Lâm Hưng sẽ đạp. Đạp, 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 đạp. Wow. Và mình nhanh hơn, mình nhanh hơn. Nó sẽ mô phỏng. Đúng, đó, tốc độ nó sẽ đi lên nè. Yeah. Ok. Vậy thì ở đây mình sẽ rất là dễ là mình làm những cái chương trình mà về kiểm soát cân nặng, những cái body key này kia. Nó không chỉ là những cái hoài tập. Thank you very much. I'm from Vietnam. Yeah. My name is Joe Dong-yun. Yeah, Joe, nice to meet you. My name is Hung. Hung. Yeah. Hung is mean this is happy, happy, very happy. Yeah. Vietnam is happy. Yeah. My name mean is happy. Yeah, yeah. Nice to meet you. Yeah. I record a video all around the eight station. Yeah. Yeah. See you. Yeah. Okay. Vậy thì bây giờ mình sẽ đi vô trong đây tiếp ha. Wow. Ở đây nó có cái gì? Nó ghi là personal wellness lab. Đây, thì mình sẽ coi đây nó có những cái gì đây. Hàn Quốc rất là mạnh ở cái dòng mà chăm sóc tóc. Đó, các bạn sẽ thấy là rất nhiều những cái thiết bị mà Hân cũng chưa biết nó là cái gì luôn. Để soi da đầu nè, hình như nghe nó để soi da đầu nè, để massage da đầu nè, đủ thứ này kia. Và đặc biệt có một cái nón giống như nón bảo hiểm gì đó. Y như cái nón bảo hiểm luôn, đội lên giống nón bảo hiểm không cả nhà. Yeah, đẹp không anh chị? Đó, thì đó là giúp là coi như là hỗ trợ việc chăm sóc tóc của mình. Thì thật sự là những cái sản phẩm này là bản thân Hân cũng chưa có được trải nghiệm. Tất cả đây là, nó đều là của Satanic. Đó, Lệ có thể quay zoom cho Satanic zoom. Đó, nó đều là của Satanic. Nó là một cái dòng sản phẩm rất là mạnh ở thị trường Hàn Quốc. Kể cả trên thế giới cũng chưa có luôn nha, nên thị trường khác ha, cả nhà. Đó, chỉ có riêng là tại Hàn Quốc thì mới có cái dòng này thôi. Đó là cái dòng Satanic. Rồi, mình sẽ đi qua. Nó sẽ có rất nhiều quầy giúp cho mình là gì? Mời khách hàng lên đây, mình trải nghiệm. Đó, thì vừa rồi Hân cũng được trải nghiệm một ít ở đây. Rồi ok, mình sẽ đi vào trong đây. Let's go. Vào trong đây, đó là cái gì đây? Mình sẽ thấy là ở đây mình cũng chưa biết nó là cái gì. Nhưng mà đại khái nó là một cái quầy giống như là Artistry để mình kiểm chăm sóc nè. Đó, các thứ này kia luôn. Và máy soi các kiểu này kia luôn đó. Nó đầy đủ hết luôn ha. Đó, ok. Vậy thì bên này mình một loạt là Artistry. Vậy thì mình quay lại bên này, nó sẽ có những cái cân body key. Đó, đó. Mấy cái chỉ số này kia là mình sẽ có được hết ở trong đây luôn. Rất là đẹp. Nó rất là đẹp luôn. Rất là đã luôn cả nhà.
Lệ lệ vô đây miếng lệ, mình sẽ coi thử coi. Không biết ở đây nó đo cái gì đó, cũng chưa được kiểm tra, chưa được giới thiệu. Nó ghi là X body đó. Ở đây có hai cái dấu chân, ở đây có cái gì để đó đo. Ok, nói chung là rất là mới ha. Rồi mình sẽ vô trong đây. Thì đây là cái máy in body y như ở Việt Nam của mình thôi, không có khác gì hết. Ok, rồi vậy thì mình sẽ đi một vòng ra ngoài đây. Đi. Rồi bên này mình sẽ có một cái phòng là coi như là tư vấn. Tư vấn ở đây thì thông thường mình là tư vấn là artistry, nhưng mà dĩ nhiên trong đây mình tiến vào đây một tí xíu. Các bạn có để ý thấy những cái sản phẩm rất là quen thuộc của mình hay không? Nó là cái dòng Santinic, xin lỗi là Santinic. Thì cái nó hồi nãy mình thấy rồi, bây giờ nó ở đây có thêm một cái gì nữa, một cái thiết bị nó giống như là một cái máy tính gì đó. Đó, thì nó là để demo rồi nó để đo các kiểu. Mình nghĩ là như vậy, nó có một cái đầu ha. Đó, thì mình sẽ thấy được là như vậy ha. Ok. Đó, mình sẽ thấy rất là đẹp luôn, rất là chuyên nghiệp luôn. Và có một cái màn hình iPad cho mình ở đây kiểm tra ha. Và trực tiếp kết nối luôn tất cả những cái này luôn. Đó, rất là pro ha. Rồi, mình qua bên này mình sẽ thấy là cái... Đây là những cái sản phẩm Artistry riêng thuộc. Nó cũng rất là lạ nha. Lạ lắm. Đó, mình sẽ có thể chăm sóc cho khách hàng luôn. Thì ở đây có các bạn là nhân viên, đồng thời là chuyên viên luôn, để hỗ trợ cho mình. Thì đặc điểm ở trên đây á, thì tất cả những cái ngóc ngách này nó đều có những cái máy lọc không khí Sky dòng mới, nhưng mà dạng khổ lớn ha. Rồi, ok. Mời Diệt Lệ hỗ trợ cho mình đi tiếp qua đây. Thì đi tiếp qua đây mình sẽ là có cái gì? Wow, một cái phòng tràn ngập artistry. Một cái phòng tràn ngập artistry luôn. Đó, đây có hai cái máy tính. Thì chuyên viên mình sẽ hỗ trợ ở đây. Bên kia có máy là The Masonic lớn ha. In như ở Việt Nam của mình luôn. Anh Triều đầu tư rất là nhiều ha cho mình. Đó, thì mình việc của mình chỉ có mời khách hàng lên trên đây thôi. Đó, ok, mình sẽ đi ra đây, mình đi ra những cái phòng kế tiếp. Rồi, mình qua những cái phòng kế tiếp luôn ha. Rồi, ở đây là cái quầy là coi như là rửa ly, rửa đồ ha. Mình sẽ coi qua, đó là cái khu là My Pack Lab by Nutrilite. Thì đại khái nó là những cái thức uống là dành cho là coi như là của dòng Nutrilite, cũng của thuộc của Phyto Cafe. Thì ngoài ra bên đây thì mình còn có những cái vật phẩm là mình có thể bán và mình mang đi. Đó, đó là cụ thể đó là ly Phyto Cafe này. Rất là đẹp. Nó có rất nhiều phiên bản đâu. Có những cái là gì? Bình giữ nhiệt. Yeah. Rất là đẹp luôn ha. Đó. Cái này là không gì không biết. Rồi ok. Mình sẽ đi tiếp. Thì bên đây có hình của hai ông tổng giám đốc điều hành và chủ tịch hội đồng quản trị ha của Amway ha. Đó, thì đây là những cái câu mà của Amway, châm ngôn của Amway. Rồi, bây giờ mình qua bên đây, mình ngó thử bên đây. Nó là Cooking Studio. Thì tức là nó là cái chỗ này là phòng là chuyên nấu ăn, là cũng là cái phòng nãy giờ mình được trải nghiệm ở trong đây ha. Mình được trải nghiệm trong đây, mình sẽ đi vô trong đây mình coi thử ha. Đó, thì nãy giờ nhà phân phối Amway của mình là được Amway Hàn Quốc là tiếp đón ở trong đây để trải nghiệm những cái dòng sản phẩm mới nhất của cái dòng là gọi là Artistry, nhưng mà nó liên quan tới vấn đề tinh dầu ha, tinh dầu và những cái trải nghiệm này kia. Ok, mình sẽ đi ra một vòng ha. Đó, dành cho uống luôn. Đó, thì nãy giờ tụi mình là được trải nghiệm ở chỗ này rất là tuyệt vời ha. Ok, vậy thì mình sẽ qua bên kia, có cái quầy Satinic Litter này. Đó, các bạn sẽ thấy ở đây có Litter luôn. Litter nãy mình thấy cái đây là cái bàn chải điện, có thể lát hồi mình sẽ mua cái bàn chải điện này. Mình cũng đang có nhu cầu mua một cái bàn chải điện để mình sử dụng. Đó, thì đây là cái bàn chải điện. Thì ở đây nó có mấy cái đầu để mình có thể là gì? Có là tia cực tím để mà nó khử khuẩn luôn. Đó, thì đây là những cái sản phẩm, những cái chai nước súc miệng lớn nè. Đó, chai xịt miệng này kia. Đó, lúc hồi mình sẽ có sắc hành này, mình sẽ mua cái này. Ok, mình đi tiếp ha. Wow, các bạn thấy điều gì không ạ? Qua đây là lệ. Ok, các bạn thấy điều gì không? Hàn Quốc sẽ đi Phú Quốc cùng với là gia đình, with family. Yeah, vậy thì mình sẽ được tiếp đón là các leader của Amway. Đây là chương trình Leadership Seminar, tức là EAS của 2024. Hàn Quốc sẽ đi
Phú Quốc cùng với là gia đình, nó giống như chuyến đi là một chuyến đi hai điểm đến của Việt Nam á. Rồi kế bên của mình là mình sẽ thấy có cái business studio, tức là cái chỗ này nó sẽ giúp cho mình là gì, nó sẽ giúp cho mình là gì, là OPP, nó sẽ giúp cho mình OPP. Yeah, ok rồi, ok rồi. Attention chỗ này nè, mình sẽ cho các bạn thấy cái chữ attention luôn. Attention đây rồi đó, thì nó là một cái mô hình trải nghiệm mới. Vậy thì mình quay qua bên này mình sẽ thấy cái gì? Yeah, đây là cái chỗ các bạn mong đợi nhất, nó chính là siêu thị của Amway. Siêu thị của Amway ha, đó, một cái siêu thị mini ở trong đây. Vậy thì bây giờ mình sẽ cùng với Hưng đi qua đây, các bạn sẽ thấy là nhà phân phối của mình đang đổ ở đây mua rất là nhiều đồ ha. Ok, đầu tiên đây là những cái sản phẩm thuộc dòng Nutrilite, bài Nutrilite, N bài Nutrilite. Đây là một cái dòng N mà chưa biết nó là gì luôn, nhưng mà tại Việt Nam của mình chưa có ha, rất nhiều màu sắc, thì chắc khả năng nó là những cái dòng là thức uống ha. Ok, thì ngoài ra đây là những cái sản phẩm cũng chưa biết luôn, cũng chưa được giới thiệu, nhưng mà đại khái là các bạn sẽ biết đây là dòng Nutrilite của chúng ta. Ngoài những cơ bản còn có rất nhiều những cái sản phẩm khác, còn dòng Hydro Power này đã ở Việt Nam của mình đã có rồi đó, rất nhiều đó. Đây dòng XS nữa luôn, cũng là một cái dòng là chuyên là thức uống năng lượng ha, gọi là nước tăng lực á, thì tại Việt Nam của mình cũng chưa có được đưa ra. Thì đồng nghĩa là các bạn sẽ thấy là gì, những cái sản phẩm ở đây á, ngoài những sản phẩm hiện có của Việt Nam thì còn có rất rất nhiều những sản phẩm chưa có, đồng nghĩa là thị trường của chúng ta sẽ rất là lớn ha. Rồi các bạn sẽ lướt qua một dòng Nutrilite, rất nhiều Nutrilite luôn, nhiều kinh khủng khiếp luôn á, anh chị thể thấy. Rồi mình sẽ đi tiếp ha. Rồi chỗ này mình sẽ đi tiếp, mình đi tiếp để dành thời gian để mình là gì, mình shopping. Artistry lab đó, thì lab tức là nó giống như là phòng thí nghiệm nghiên cứu rồi đó. Thì đây là những cái dòng mà chưa có tại Việt Nam luôn ha, còn những cái dòng này là có rồi nè. Đó, mặt nạ ngủ thì cũng đã được là khuyến mãi tung ra ha. Rồi những cái dòng là coi như là studio nè, đó thì cũng có essential rất là có. Rồi mình sẽ đi tiếp. Rồi dòng Santinic nè, mình sẽ thấy rất là nhiều, cực kỳ nhiều luôn. Ok, mình sẽ đi tiếp ha. Đây là một trong những cái sản phẩm mà nhà phân phối Amway Việt Nam của mình rất thích đi mua, đó là gì? Thuốc nhuộm tóc. Thuốc nhuộm tóc là hoàn toàn từ thành phần tự nhiên nha, không có hóa chất, nó rất là bảo vệ tóc và dưỡng tóc cho chúng ta đó. Yeah, rất là đã luôn ha. Rồi mình tranh thủ tí xíu ha, mình tranh thủ để cho Diệt Lệ có thể là mua hàng rất là nhiều luôn. Ok, đây là cái dòng glitter của Amway đó, thì rất nhiều. Thì lát hồi mình sẽ dự định mình mua cái sản phẩm này, Diệt Lệ quay vô cho em đây, là 229.000, tức là nó tương đương khoảng bao nhiêu? Khoảng 4,5 triệu ha, khoảng 4,5 triệu cái bàn chải đánh răng điện này luôn. Ok, rất là tuyệt vời. Đấy, những cái chai nước súc miệng của mình nhỏ xíu còn ở đây rất là bự luôn ha. Ok, thì mình đang thấy sau lưng chỗ này có những cái hộp giống như bột giặt vậy đó. protein là uống cỡ vậy nè, các bạn thấy đã. Ok, mình sẽ đi qua bên này. Do chỗ này nó còn có cái gì nè các bạn, các bạn có nhớ sản phẩm này không? Thân cũng đã được lên hình nè, sản phẩm Omega Kit ha. Thì đây cũng là những cái sản phẩm nó để trong một cái tủ và bộ tủ mát là bảo quản tốt nhất ha. Thì ở đây là một cái tủ mát nữa, đó là gì? Tất cả những cái thức uống của XS. Wow, quá đã luôn, XS. Wow, XS đó là một cái dòng hoàn toàn mới luôn, một cái thương hiệu luôn chứ không phải dòng nữa. Thì đây là tất cả những sản phẩm XS, nó là gọi là thức uống năng lượng hỗ trợ cho tập gym này kia. Thì tất cả những sản phẩm này là trong tương lai là Amway Việt Nam của chúng ta cũng sẽ có. Đó. Còn đây là dòng gì luôn? Hồi nãy được giới thiệu hình như là trà nè. Rồi. Đây là sản phẩm là gì? Là giống như là một là sản xuất riêng cho Hàn Quốc á. Đó. Thì nó giống như là một dạng đại lý kết hợp liên kết á. Thì đây là gì? Các bà mẹ bỉm sữa ơi. Đó là tã em bé nè. Đó, thị trường rất là lớn. Đó, giấy lao cho em bé nè. Đó. Rất sữa bột, xin lỗi, sữa bột. Sữa bột ha. Đó, đây là gì? Hình như là nước rửa phụ khoa hay gì đó, nói chung. Đó. Thì mình cũng không biết hết được. Thì còn một sản phẩm này nữa các chị em ơi, đó là giấy nè, giấy vệ sinh và băng vệ sinh đó. Yeah, các bạn thấy không, quá đã luôn. Rồi ok, mình qua tiếp đây. Đó, thì đây là những cái sản phẩm hình như là lưới lọc HEPA, đúng rồi, lưới lọc
lưới lọc HEPA, lưới lọc là coi như carbon, ok, của cái máy lọc không khí. Đây, giấy ăn. Đó, rất là đã luôn. Rồi, mình sẽ đi tiếp. Gần hết rồi, nói chung là gần hết rồi. Những cái túi giấy này kia. Rồi, cái này là gì? Vệ sinh. Rồi, gì nữa? Dòng hôm nè, thì mình sẽ không nói nhiều ha, những cái này đã có rồi. Nhưng mà nó chỉ là khác cái bao bì thôi. Nước xịt cổ áo SA8, bột giặt SA8. Rồi mình đi tiếp nữa. Và bên đây, bàn ủi Philips, hình như là những cái dạng quà tặng hay là gì đó. Những cái nồi nhiệt nè. Rồi rất nhiều Queen Quốc của mình nè. Rồi những cái dòng trà, các thứ này kia. Rất là nhiều luôn. Những cái loại là gì, thức uống mật ong này kia ha. Rất nhiều luôn. Tuyệt vời. Quá đã. Cái gì đây? Không biết là cái gì luôn. Nói chung là đây là những cái sản phẩm mà coi như là Amway là liên kết sản xuất cũng như là đại lý ha. Đó. Chó mèo nè, thức ăn cho chó mèo ha. Việc Lệ vừa nhắc là thức ăn cho báo mèo. Pre-pet, đúng không? Đó. Rồi có là gì? Có cả khẩu trang nha. Khẩu trang. Khẩu trang phải đạt chuẩn luôn nha. Khẩu trang. Rất là đã luôn. Đó. Rồi, litter. Glitter rất là nhiều ha. Personal care ha. Rồi mình qua bên đây. Đây, GH sắp tới của mình là sẽ thay đổi hoàn toàn mẫu mã bao bì theo những dạng như vậy luôn nha. Màu rất là pastel ha. Chuẩn bị vào Việt Nam rồi, nên các bạn yên tâm ha. Màu rất là pastel luôn. Rất là đẹp. Xà bông GH nè, hơn cũng được sử dụng rồi, rất là rẻ ha. Đó. Rồi, mình còn gì nữa không? Rồi GH. Wow. Rồi diệt lại cho mọi người coi hết toàn bộ GH ở đây luôn nè. Đó, màu rất là pastel, rất là đẹp luôn ha. Rồi, cuối cùng mình quay qua bên này một cái, đó là cái dãy cuối cùng luôn trong cái video này của mình. Những cái găng tay để hỗ trợ các nội trợ là làm vệ sinh gia đình nè. Đó. Rồi những cái khăn ướt nè, đó. Lóc lớn lóc nhỏ có hết luôn ha. Rồi. Những cái giấy thơm nè, giấy thơm ha. Cây lăn bụi ha, cây lăn bụi lớn. Rồi rất nhiều thứ luôn. Dòng hôm xịt này kia. Chai này chai gì? Lậu C nó là thuộc một dạng là gì? Chuyên là tẩy nhà vệ sinh, bathroom. Rồi disturb nè, cũng rất là nhiều. Rồi. Rất nhiều những cái bình nữa, rất là tuyệt vời luôn. Rồi. Mình ra đây mình coi lại tổng quan một vòng nữa là xong, rồi mình kết thúc cái video này ha. Rồi. Cái khúc này là cái khúc hấp dẫn nhất nè, là cái khúc tính tiền. Coi cho con quang này. Đó là cái khúc tính tiền nè. Đó, thì nhà phân phối Amway của chúng ta hiện giờ hôm nay là xả cạn hết mọi thứ luôn. Đó, thì vô đây là tính tiền. Coi là vét sạch hết tất cả những đồng cuối cùng để tạo doanh số cho Amway Hàn Quốc. Đó, thì các bạn thấy mua nhiều không? Quá trời nhiều luôn ha. Rồi, chào các bạn. Hẹn gặp các bạn ở video khác. Bye bye.